Những ngày này thì cùng với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thì những hộ gia đình đang sinh sống và lao động trên đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa cũng đang nô nức để đón xuân. Và để cái Tết trên đảo thật sự có ý nghĩa và ấm áp thì không thể thiếu bàn tay của những người phụ nữ. Họ chính là hậu phương vững chắc giúp cho những người chồng, những người cha yên tâm lao động và sản xuất. Phóng sự sau đây thì sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người phụ nữ ở trên đảo Trường Sa hiện nay. Chị Lê Thị Trúc Hà cùng chồng và hai con sinh sống và lao động tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được hơn 2 năm. Hàng ngày, chồng chị đi đánh bắt hải sản ở vùng ven biển đảo. Bản thân chị làm công việc nội trợ gia đình, chăm sóc giáo dục con cái và làm công tác hậu cần, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ trên đảo khi cần. Chúng tôi trên đảo thì tuy không có nhiều lắm nhưng mà cũng trợ giúp được một phần nào. Ví dụ như là những khi các chú đau ốm á, thì các chị cũng nấu cháo, nấu đồ bê lên cho quân y á. Cho nên tất cả những bộ đội ở đây ai người ta cũng quý mến hết á, cũng xem như là một người chị của mình vậy thôi. Điều kiện sinh hoạt không được như đất liền nên các chị đã chủ động khắc phục khó khăn, tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, chăm lo chu toàn cho cuộc sống gia đình để các anh yên tâm lao động, sản xuất, hỗ trợ giúp đỡ cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Là Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị trấn Trường Sa, chị Phạm Thị Như Trinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xứng đáng với vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình, đồng thời giúp đỡ các chị em khác vượt qua khó khăn và xây dựng mối đoàn kết giữa các phụ nữ trên đảo. Ngoài đảo thì cũng có nhiều khó khăn, thiếu thốn hơn đất liền nhưng mà chị em vẫn khắc phục. Ở ngoài đây thì có nhiều chị em cũng không có biết, chưa có biết những làm những cái món ăn để mà cải thiện cuộc sống của gia đình thì em cũng chỉ dẫn cho mấy chị em rồi mấy chị em tham gia những cái hoạt động trên đảo thì cũng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Một mùa xuân nữa lại về. Dù còn nhiều thiệt thòi so với chị em trong đất liền, nhưng các chị vẫn vui tươi, lạc quan trong cuộc sống. Luôn là hậu phương vững chắc cho gia đình. Từ đó, góp phần cùng các cán bộ chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.